đã đến sân về rồi anh em ơi. Nếu anh em đang có nhu cầu mua nick thì anh em để truy cập vào shop.com nhá. Hiện tại đang có chương trình khuyến mại mua nick được khuyến mại thêm vàng, đặc biệt là shop đã bán vàng bán ngọc đủ 9 server cho anh em. Ngoài ra có thêm rất là nhiều dịch vụ mới như là tìm đồ và mở skill và thuê ở đâu có báu nha. Đặc biệt hơn shop mình đã có thêm bán nick Free Fire này, nick Liên Quân. Đặc biệt hơn là có bên xe 10 á thì mình cũng cày cũng khá là chăm cho anh em rồi. Thì bên xe 1 mình cũng vứt đấy. Thì cho nên là mình kiểu nick Vi Minh thì nó cũng ok rồi. Với lại là mình cũng muốn test nhân phẩm của nick mình, cho nên là mình mua bùa một tuần để mình úp. Đấy, cửa lễ thì mình gọi là mình cũng có check lại dương đồ với lại các kiểu. Đấy, bùa thì hiện tại bây giờ không biết là còn bao nhiêu phút nữa. Ok, mình mua khoảng một tuần mà bây giờ còn có 5-7 phút thôi. Đấy, thì mình đã dành khoảng một tuần để mình úp bên Cole là để xem cái nhân phẩm mình nó rơi được nhiều đồ không anh em ạ. Clip hôm nay sẽ là một clip gọi là show anh em xem thành quả một tuần mình úp bên Cole là anh em nhé. Đó, cũng 2-3 ngày nó ra sẽ cái nick 2 ấy, cho nên là nick mình thì nó cũng tỷ lệ nó rơi đồ cũng khá là cao đấy. Ok, đó, đồ thì ok, chắc khoảng là từ giờ đến Tết mình sẽ hoàn thiện luôn cho em nó lên đồ 6 sao nhá anh em nhá. Đấy, vàng bây giờ giá cũng khá là tốt rồi. Còn anh em muốn mua vàng thì shop Vi Minh đang bán cho anh em là X4K, 5K anh em nhá. Đấy, rồi mình về nhà mình show cho anh em xem thành quả một tuần mình úp ở bên Khâu anh em ơi. Ok, đó. Đấy, nick Vi Minh quá đẹp trai, tên này thì nó khá là đặc biệt luôn. Nhiều bạn bảo là ôi cái tên này kiểu anh tạo, tại sao anh tạo tên này. Nhiều bạn không biết tên này là gì đâu, nhiều bạn đọc là Vinh cơ, nhưng mà tên của mình là Vi Minh nhá. Đó, tên chính gốc của mình luôn, được cái tên như này rất là hay. Đó, không thêm một cái ký tự gì khác luôn đấy. Ok, rồi chúng ta sẽ xem thử xem mình được những cái gì nha. Vàng mình không nói đến, để vàng thì mình có chơi chẵn lẻ tài xỉu trên LCLTX cho nên là mình cũng không nhắc đến. Đó, có nghĩa là mình chơi xong mình rút ra ấy thì mình không phải là mình nhặt được bên Khâu. Đó, bên đấy thì là LCLTX thì rất là uy tín, cho nên cần chơi chẵn lẻ tài xỉu bằng vàng thì anh em có thể lên. Đó, ok, cho anh em xem thành quả nhá. Đầu tiên là trong dương đồ đi, hành trang nhá, hành trang đầu tiên là mình có nhặt được một cái gọi là găng KO anh em ạ. Uầy, phải công nhận cho anh em luôn là bên công L nó rơi nhiều găng vãi cả đái ra anh em ạ. Nick cùi thì không nói, nhưng mà cái nick của mình ở bên sao một nghe nó rơi nhiều lắm. Nó rơi phải mấy cái găng ấy, mình đếm phải mấy cái găng KO mà toàn ký của mình Ngọc thôi. Đó, rất là VIP. Găng này thì bên xe 10 có giá lắm. Nó phải mấy trăm nghìn. Găng này bên sao một giờ cho ông lấy anh em ạ. Đấy, ok, tiếp tục là anh em này. Đó, tiếp tục thì lại rơi thêm hai găng nữa. Một cái găng KO 1689 ký gửi vàng. Lại tiếp tục lại một cái găng nữa 1689 ký gửi vàng. Hai cái găng này anh em ạ. Thế là mình đã rơi được ba cái găng rồi. Tiếp tục thì nó lại rơi là một cái giày KO. Giày này được 1 sao anh em ạ. Giày 1 sao nha. Đấy, ok, đồ nào mà có sao thì mình sẽ tặng lại cho anh em. Mình tặng khoảng 2-3 món gì đó. Anh em nào mà không có đồ xài bên xa 1 thì anh em có thể liên hệ cho mình để mình tặng cho anh em, cũng như là quà Tết đi nhá. Đấy, nói chung là đồ nào không giá trị quá thì anh em cứ liên hệ mình cho anh em nhá. Đó, anh em nó nhanh tay được nha. Chứ nhiều anh em liên hệ cùng một lúc quá thì mình chả biết cho ai anh em ạ. Cứ ai nhắn trước thì mình cho người đấy. Đó, ok, nó phải hên xui đó anh em ạ. Tiếp tục. Uầy, chúng ta nhìn thấy một cái quần thần 5x ở dưới rồi. Ngon rồi. Ok, lại tiếp tục một cái quần KO nữa. Quần này thì 21k nhá anh em nhá. Quần này thì VIP hơn shop. Đó, rất là phê. Tiếp tục lại một cái quần 21k2 nữa. Có phải VIP hơn shop không ta? Để xem nào. Quần trong shop thì như là 20k thôi mà. Còn trong shop ừ, nó 20k thôi. Hai quần này là đều VIP hơn shop anh em nhá. Đấy, hai quần KO đều VIP hơn shop, đều 21k với 21k2. Tiếp tục mình nhặt được với quần thần 5x anh em ạ. Đó, quần thần này thì mình KS được của một thanh niên úp cùng. Mẹ thanh niên này đứng yếu hơn mình, thế là mình KS được. Mẹ chắc là cay lắm anh em ạ. Đó, anh em nào mà chụp được cái thông báo mà Vi Minh nhặt được quần thần thì nó cũng gọi là quá là ok anh em ạ. Rồi, tiếp tục mình sẽ đến phần dương đồ nhá. Thì dương đồ thì mình cũng cất ở đây một số món. Đây, cái giày này thì mình úp được thì ở clip trước rồi. Đó, mình úp được thì từ lâu rồi, mình cũng vứt ở đây. Tại vì là đồ 4 sao giờ mình không xài rồi. Mình giờ mình xài đồ 5, 6, 7 sao thôi. 4 sao bây giờ không thích đâu. Đó, tiếp tục lại một cái quần KO nhá. Cái áo KO này. Đây, những cái đồ này thì là ở clip trước rồi. Đó, clip trước mình nhặt được rồi. Còn những đồ mới đây. Toàn nhặt được đồ KO thôi anh em ạ. Đấy, toàn nhặt được đồ KO thôi. Đấy, thế là mình nhặt được bằng này. Tổng hợp là 1 món này, 2 món này, 3 món này, 4 món này, 5 món này, 6 món này. 6 món nha, mình nhặt được 6 món, 7 món. 7 món ở bên Khâu trong vòng 1 tuần nha. Mỗi tuần cứ tương ứng là 1 ngày, trung bình là 1 ngày mình nhặt được 1 món. Đấy. Rồi, ok, nó là như vậy. Đó, thành quả của mình đấy. Nhiều bạn bảo là anh làm thử nhiệm vụ hàng ngày đi để nó lên 80 tỷ 10. Ừ, mình làm thử cho anh em xem luôn. Tiện rảnh làm luôn.
Nhiệm vụ nhặt vàng hả? Đây, nhặt vàng thì xong luôn này anh em này. Đấy. Ok, đây có rơi. Đấy, nhiệm vụ nhặt vàng này xong luôn này. Đấy, ok, để xem nó cho mình nhiệm vụ không nhá. Đấy, lấy sức mạnh như này anh em này. Đó, 80 tỷ 10 rồi nhá. Đấy, anh em bảo là nó sẽ có hào quang thì bây giờ mình xem thử xem nó có hào quang không nha. Hào quang nó vẫn thế thôi anh em ạ. Hào quang của 80 tỷ 10 nó vẫn thế thôi. Được chưa? Hào quang nó vẫn thế thôi. Đấy, hào quang nó vẫn thế anh em ạ. Thật sự mình phải nể cái ông admin. Hào quang 40 tỷ, 50 tỷ, 60 tỷ nó khác biệt vãi. 70 tỷ giống hệt cái ông trái đất vừa mới lên siêu cấp. Mẹ nó. Bực cả mình anh em ạ. Nể ông đó, admin quá anh em ạ. Đấy, nick vì mình thì cháo cái gì để nhận nữa rồi anh em ạ. Nick này thì nó gọi là bền theo thời gian rồi. Tiếp tục lại nhiệm vụ nữa. Lại nhặt vàng anh em ạ. Ok, thôi. Bất mẹ đi. Nhặt làm cái rẻ. Ok. Đó, ok nhá. Rồi xem ở đây chúng ta xem có những cái gì mới nữa không. Giải siêu cấp. Thôi. Giải siêu hạng xem mình đang ở top bao nhiêu. 5.000. Đấu thử không nào. Xuân. Toàn mấy ông VIP này. Đấu không được. Úi xoài. Úi xoài. Haha, lên hạng mấy trăm. Đây, đấu với ông này đi. Đấy. Fan siêu cấp 3. Ông này là trái đất nha. Rất là mạnh. Rất là mạnh. Đấm rất là thấm luôn. Ô, mình đấm xịt hết này anh em này. Mình đấm xịt hết ở ông này. Sợ thật. Đấm 200k thôi. Đấy là mình chưa cởi giáp anh em nhé. Cởi giáp với lại ăn cùng nổ kiểu lên thì nó cũng trâu đấy. Đấy, ok. Nói chung là cũng khá là tuyệt vời. Việt đầu moi này. Đó, nick mình thì một thời gian nữa mình sẽ làm một nick gọi là đi đấu siêu cấp cho nó VIP cho anh em xem. Ôi, nick ở trái đất thì thua rồi. Trái đất thề luôn. Bây giờ anh em đi CR10 thì anh em có cơ hội gọi là được top 1 chứ CR10 mấy CR10 này không được đâu anh em ạ. Say ra không ăn được đâu. Chỉ có 5x thôi. 5 trái đất, chỉ có trái đất mới được thôi. Ok. Rồi clip hôm nay mình chỉ gọi là show anh em thành quả thôi nhá. Thành quả một tuần ngốc bên câu, nói chung là cũng khá là bất ngờ, khá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Đấy. Thì cảm ơn anh em đã dành thời gian xem clip của Vi Minh nhá. Chúc anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nhá. À đúng rồi. Shop viminh.com mình đang có nhiều khuyến mại đấy. Thì mình cũng giới thiệu đến cho anh em. Đây. Thì sắp tới mình sẽ mở thêm một shop nữa. Thì shop này sẽ phục vụ cho anh em Tết nhiều hơn. Đó. Còn trước mắt bây giờ anh em cần mua vàng mua ngọc thì shop mình hiện tại đang bán đủ 900 vàng cho anh em nhá. Đó. Các dịch vụ của game thì đều có hết cho anh em, bán nick Free Fire cũng như Liên Quân đều có hết anh em nhé. Random thì cũng đều đủ cả cho anh em. Đấy. Nói chung là cũng rất là tuyệt vời. Và ngoài ra thì anh em mà chỉ có tiền hạn chế thì anh em lại chơi random 1-2k này thì nó cũng có cho anh em. Đó, dưới này thì rất là nhiều vòng quay, nói chung đầy đủ hết tất cả mọi thứ luôn. Anh em cần gì có thể ghé shopvimi.com để trải nghiệm shop mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thôi, chúc anh em có một ngày tới tuần vui vẻ nha. Bye anh em.